muốn lên điểm anh diễn, anh diễn quá hay, phải nói xuất sắc thôi. Rồi vậy em chúc anh thương tôi lắm này. Chào. Nó chỉnh cái máy trước đi. Harry. Yeah. Xin chào. Em đang ở đâu vậy Harry? Em đang ở. Cái gì? Pachanga gì đó. Pachanga. Ở casino Pachanga. Harry á, sau khi qua đây hành lý á, không có đem theo bị chứng thành đem về Việt Nam, bây giờ nó không có bẩn của quần. Phải không? Dạ không, em mướn tiền trước mua đồ rồi. Vậy hả? Bây giờ sau mấy ngày nay là tụi mình đã yên ổn rồi nè, khán giả yêu thương nè, nâng tinh thần của tụi mình lên là dạ. Nay Harry bớt căng thẳng rồi đúng không? Vâng, bớt căng thẳng rồi. Hả? Giờ em cũng có tiền rồi. Dạ nhưng mà tại vì mấy ngày nay là Harry không có đồng bạc nào trơn á. Bây giờ quan trọng nè, khán giả ở Florida và ở San Jose phải ủng hộ cho Harry. Dạ, ủng hộ nhiệt tình. Dạ và cả đoàn chúng em tới để cho em phục vụ nha. Thời gian mà transit chờ để bay cái chuyến bay mà từ Hàn Quốc về Việt Nam 3 tiếng đồng hồ ngồi ở cái trạm đó, mà quý vị biết là trong đó là cái nơi mà những cái người ta di cư mà người ta chưa có nơi về, người ta ở trong đó hàng tuần hàng ngày, trong đó người ta giặt đồ, người ta phơi đầy trong đó trên, nó rất là hoảng loạn, mình sợ chưa bao giờ cuộc đời gặp một cái cảnh gì rất là hoang mang. Và từ đó về tới sân bay Tân Sơn Nhất họ mới đưa lại cái điện thoại. Quý vị thấy mình trải qua một cái trường hợp phải nói là ác mộng trong đời, tam tai là gì, tai họa gì nó tới, giống như là nó tới, nó không tới một lần, bà con họ hàng nó rủ nhau tới, hết scandal tình cảm tới bị phạt, giờ vô tù luôn, đủ thứ chuyện, không biết cuộc đời nó trải qua quá nhiều cái thăng trầm, khổ quá rồi. Thì bây giờ thế này thôi, tại vì đã lỡ là người nổi tiếng thì thôi phải chịu, đôi khi nó là cái nghiệp quý vị ạ, mình phải chịu, hiểu được thì thương thì cảm ơn, rồi không không hiểu thì cũng không biết cách nào để nói cho họ hiểu, tại vì họ muốn hiểu thì họ đã hiểu, còn không muốn hiểu nói cách nào họ cũng không có để thông tin nó vào tai mình. Thì hy vọng quý vị thương cho những người nghệ sĩ như chúng tôi nhiều hơn, tại vì chúng tôi cũng là những con người bình thường thôi à, cũng chỉ đi diễn kiếm tiền hàng ngày thôi. Thì một cái bài học mà Trấn Thành rút ra được là phải sống tốt, ráng sống cho tốt. Tại vì cái cuối cùng để giữ lại trong lòng của quý vị khán giả được hay không, đó là cái đạo đức và cái sản phẩm nghệ thuật chất lượng của cái người nghệ sĩ đó. Nếu còn sản phẩm nghệ thuật chất lượng, khán giả sẽ không có quay lưng lại với mình. Còn nếu mình làm cái gì để mình chỉ dựa vào scandal thì thời gian nó sẽ trôi qua và mình sẽ bị quên lại. Và Trấn Thành không phải là một người chỉ lấy scandal ra để câu view cho mình, tại vì Thành không có nhu cầu đó. Cái nhu cầu lớn nhất của Trấn Thành trong cuộc đời này là được diễn, được nói, được truyền cảm xúc cho khán giả của mình. Thì anh nghĩ là sau tất cả những chuyện này phải bình tĩnh, phải cứng rắn, bình tĩnh sống, sống tốt nhất có thể để làm nhiều sản phẩm tốt hơn cho quý vị khán giả tin là mình là nghệ sĩ chân chính, làm việc một cách nghiêm túc thì khán giả sẽ hiểu mình. Và im lặng là bớt nói nhiều quá. Thì rõ ràng đây là một cái việc xui mà không phải ai cũng xui được như em đó. Em có cảm giác được là cái xui này nó kỳ cục lắm, em không biết tại sao em bị gì luôn mà rất là khổ. Nên Thành hy vọng quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả ở Hoa Kỳ, nếu mà xem được cái clip này, quý vị thương Trấn Thành là hiểu cho cả Trấn Thành và cả bầu show là không ai muốn trường hợp này xảy ra. Và hy vọng quý vị thương để quý vị tiếp tục đến xem show diễn với những nghệ sĩ còn lại. Lời nói cuối cùng thì Trấn Thành xin được cảm ơn Dinh đã tạo điều kiện cho Trấn Thành có cái cơ hội để được chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, quý vị hiểu rõ hơn. Hy vọng quý vị khán giả tại Hoa Kỳ thương trên tinh thần cái lần này và đến rạp xem những cái show tới, để những cái bộ show rất là tội nghiệp như là ở Florida sắp tới, rồi ở em cũng quên luôn rồi, em bấn loạn ở Florida và ở San Jose nữa. Dạ. Thì hãy đến rạp ủng hộ để thương cho anh em nghệ sĩ và thương cho cái người bầu show đó. 11 tháng 11 này anh sẽ quay lại và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của Trấn Thành. Xin chào.
tự nhiên em hết tài này mà nhớ anh Thành dễ sợ. Có phải là em hết tài anh cứ đi đi lên đi không?